đem ngay em điệu vải nhà Chumi về để trở thành mẹ bỉm vạn người mê. Còn lý do vì sao thì các mẹ cùng mình so sánh tình huống sau nha. Cung là dọn dẹp nhà cửa, nhưng khi không có điệu vải nhà Chumi, mẹ vừa phải ẵm con, vừa phải dọn dẹp, đâu phải bé con lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm yên mà không đòi mẹ đâu nè. Việc ẵm con liên tục không chỉ làm mẹ mệt mỏi, áp lực, tiêu tốn năng lượng và thời gian mà lại còn không an toàn cho con nữa. Trong khi cũng là tình huống dọn dẹp đó, nhưng đã có em điệu vải nhà Chumi bên mẹ, mẹ làm gì cũng gọn gàng và nhanh chóng hơn. Con cũng ngủ say và cuộn tròn trong lòng mẹ. Lúc này, điệu vải nhà Chumi không chỉ là một chiếc điệu mà còn là một chiếc nôi di động. Đung đưa bé nhịp nhàng nhưng mà bé vẫn nằm im trong điệu do có đa trợ lực cố định bé lại. Bé nằm trong điệu thoải mái và không hầm bí, cũng là nhờ sự tâm huyết của Chumi khi chọn chất liệu vải cấp tông thoáng mát thay vì vải ni lông làm con khó chịu. Điệu con với điệu vải nhà Chumi, dù là đi đâu mẹ cũng có thể mang con theo bên cạnh, kể cả khi ở những không gian hẹp. Các mẹ đừng đắn đo thêm nữa mà hãy đầu tư cho con mình một chiếc điệu thật là xứng đáng nha. Điệu vải nhà Chumi, an tâm cho mẹ, an toàn cho con.